rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình đang có mặt lên trên một chiếc cầu kéo lấy gỗ. Đây thì cái buồng lái phía trước ha. Cái này là bằng gỗ nha. Đây thì có chuyện bên trên này, mình sẽ nói sơ qua nha. Đây là một cái động cơ 6DM2 chạy hộp số là 3 tua. Dung dịch thì 1m5. Đây. Đây có trục gắn trục vô luôn nha các bạn. Đó thì buông nhúng ha. Kéo huyền thoại mình rất là nhiều nha, máy móc rồi nói chung rất là cũng sạch sẽ lắm á. Đây thì review tàu kéo cho mọi người xem này. Còn cái này là cái bơm cọ nè, cái này mà nếu mà nhặn vô là cọ sẽ lên nước rồi các bạn, giống gì nè. Sáng là lạnh, cái này lạnh chết luôn các bạn. Trời vô bắt hồi sáng bắt lạnh xuống rồi cái gì chưa nổi. Đây anh đen. Ai không phái lạnh? Ừ phái dữ lắm, không ai phái đâu, tại vì cái này là bắt ép thôi. Dây buộc cái lỗ mà đi cái này lấy từ ở bên ở đâu về đó các bạn, bè về khoảng mất mấy ngày trời tới đây ha. Đây, dưới này có ông chú ông đang mở dây nè, mở dây để chàng lấy khúc gỗ đi không phải là dễ nha. Bắt không đỏ hết trơn luôn, rất là cực các bạn. Nó khó nhất là mấy cái dây này nè, cái dây mà buộc mà chàng vàng cái đó mà đi đường trên sông mà không rớt mới hay á. Để mình sẽ vô mình hỏi thứ này anh bài học nữa đây. Ủa anh Đen có khi nào mình đề mình buộc vậy mà nó bị rớt rồi anh Đen? Có khi nào mình buộc vậy có bị rớt được không? Khó lắm phải không? Chạy rớt cái lặn cho hết luôn. Thôi bây giờ ông chú đằng kia ông là ông mở dây cái ấy đằng kia ha. Mình bỏ ra được mấy ra các bạn. Cá rồi, như là con cá dồi nước ngọt. Cá dồi vậy các bạn. Đó là anh bài công anh lên trên ngồi luôn rồi, hết cái đường lái luôn rồi. Có hả? Tập chỗ không có ở đây được chứ. Anh này em dịch mấy đời. Gỗ này là có mã số đàng hoàng nha các bạn. Thủ luôn. Lẹ 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 chưa. Máy thì phải mạnh mới được nha các bạn. Đó, máy không mạnh là không dễ đâu ha. Rồi bắt đầu các bạn xem ảnh ủi vô trong nè. Ủi ra cái đầu buông xuống một cái gót ở dưới sông nè. Tàu kéo thì nó giống như thay thế một chiếc xe tải ở trên bờ các bạn. Đây nè. Ở trên kia phát tín hiệu ra. Hôm nay đột nhập xuống tàu kéo luôn. À đẩy lên nè. Trời ơi, dữ dằn quá ta. Để vào luôn hả?
luôn ra đứt dây luôn các bạn. Bây giờ thì ảnh sẽ tiếp tục lấy khúc gỗ thứ hai ha, để các bạn coi cái máy nè. Thả dây ra mẹ kéo cái đứt luôn khúc dây mẹ nó luôn các bạn. Cây là cây Nam Mỹ rồi các bạn, à, có phá số rồi đàng hoàng, cây rất là to, lắm để đóng tàu biển, tàu cá rồi đó. Rồi tiếp tục anh sẽ lau cái máy tiếp theo. Dao quá bén à.
này sẽ lên đường này đây. Ông chú đó hình xa ông lạnh dữ lắm rồi. Phe mua ghi luôn à. Hết lửa rồi. Xong bây giờ đi nha, đi lại cái chỗ bỏ xuống. Ôi má ơi, thôi lên này thấy chưa, hôm nay là mình thử một ngày đi theo tàu kéo lấy gỗ nha. Bây giờ sẽ đi lại cái chỗ bỏ xuống ha. Đó, bên kia cũng đưa cái đầu lên nè. Bây giờ nằm trên đầm chưa, quá cạn nước rồi, bao rồi cũng bự gì đây, gì đây. Đưa cái đầu lên cái đầu này, lướt lên nè các bạn coi nha. À, lên luôn, lên luôn, lên đầu xuống bụng luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hai phút. Vậy là lần trước lạnh ủ lạnh một cái đứt dây luôn. Lên lại các bạn. Rồi ok. Yeah, yeah, để bắt chớm vô đi rồi. Quá dữ, quá dữ, chạy lên bờ luôn. Quá đỉnh luôn bây giờ. Xem cái mã số các bạn. 6, 5, 2. 6, 2, 5.
26 25 đây. Bác trên kia thì nó dây. Còn dây ra. Dây này rất là chắc nha các bạn. Thì cũng vậy động tiền mà bác phải chịu khó lặn lội dưới nước vào một buổi gió bắc rất là lạnh. Rồi bây giờ thì bác đại công chúng ta sẽ chuẩn bị cho vào cái vị trí. Còn một giây nữa. Trời ơi, quá dữ, cái tàu kéo nó mạnh.